6 quy luật của vũ trụ. Dù bạn biết hay là không biết, dù bạn có tin hay là không tin, thì những quy luật của vũ trụ vẫn đang vận hành xung quanh cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Nhưng khi bạn biết, bạn tin, bạn hiểu và sống đúng theo những quy luật của vũ trụ, thì cuộc sống của bạn sẽ luôn thuận hòa, tốt đẹp, mọi điều lợi lạc, tốt lành sẽ đến với cuộc đời của bạn. Quy luật thứ hai đó là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là cái gì giống nhau thì sẽ hút nhau. Người như thế nào thì sẽ hút người như thế đó. Luật hấp dẫn là khi chúng ta phát ra một tần số năng lượng ra ngoài vũ trụ thì chúng ta sẽ nhận lại một sự vật, sự việc tương đương. Ví dụ bạn có suy nghĩ, lời nói, hành động tích cực, tốt đẹp thì lúc đó bạn đang phát ra một tần số năng lượng tốt đẹp, tích cực ra ngoài vũ trụ và theo quy luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút về nhớ cho mình những con người, sự vật, hoàn cảnh tích cực và tốt đẹp. Ngược lại, nếu như chúng ta có những lời nói, hành động, cảm giác tiêu cực, thiếu thốn, lo lắng, sợ hãi thì bạn đang gửi đến vũ trụ một tần số năng lượng lo lắng, thiếu thốn, sợ hãi. Và thông qua luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút về những sự kiện, sự vật, con người như vậy đến với cuộc đời của bạn. Để ứng dụng luật hấp dẫn, bạn hãy luôn giữ cho mình những suy nghĩ, lời nói và hành động vui vẻ, tích cực. Và hãy luôn gửi đến vũ trụ những điều mà bạn mong muốn đạt được bằng suy nghĩ, lời nói, cảm xúc. Và hãy hình dung tưởng tượng là điều đó đã xảy ra rồi, bạn đã đạt được điều đó rồi bên trong tâm trí của bạn. Ví dụ bạn muốn thăng tiến trong công việc thì bạn hãy hình dung đến hình ảnh các đối tác, cộng sự, đồng nghiệp đang hò reo và chúc mừng bạn. Nếu bạn muốn có một chiếc xe thì hãy hình dung tưởng tượng rằng bạn đang lái chiếc xe đó như thế nào. Hay bạn muốn có một căn nhà thì bạn hãy hình dung tưởng tượng cạnh bạn và gia đình bạn, những người thân yêu của bạn đang vui vẻ, sinh sống, hạnh phúc trong căn nhà đó ra sao.